Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc động đất kép ở thượng nguồn, lo hiệu ứng domino gây nguy cho đập Tam Hiệp. Truyền thông Đài Loan ngày 2 tháng 7 đưa tin một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược, Nhĩ Cái, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp còn đón thêm một trận động đất khác với cường độ mạnh hơn theo NTD TV. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CENC ngày 3 tháng 7 tiết lộ, ngay sau trận động đất ở Tứ Xuyên, khu vực thượng nguồn tập đập Tam Hiệp phải hứng chịu thêm một cơn địa chấn khác mạnh 4,5 độ Richter ở độ sâu 13 km. Trận động đất thứ hai xảy ra ở huyện Hách Trường, tỉnh Quý Châu sau trận động đất thứ nhất chỉ khoảng 7 tiếng đồng hồ. Trận Động đất kép là hiện tượng động đất xảy ra liên tiếp trong những khoảng thời gian và thời gian tương đối gần nhau. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quý Châu đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro địa chất cho 64 quận huyện thành phố tại địa phương. Theo Taiwan News, nếu hiện tượng động đất còn tái diễn, nguy cơ một số hồ chứa nhỏ ở thượng nguồn sông Dương Tử bị vỡ sẽ tăng cao. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino khiến cho đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Ngoài ra, đập Tam Hiệp hiện được xây dựng trên hai đường đứt gãy lớn là Jiujiang và Jiguibadong. Việc thay đổi đột ngột áp lực nước do lũ từ thượng nguồn đổ về trong hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể gây ra động đất và sạt lở. Ngày 3 tháng 7, sông Dương Tử đón đợt lũ đầu tiên trong năm khi lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp lên đến 53.000 m trên giây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CME đã tiếp tục phát đi cảnh báo rằng khu vực phía tây nam nước này đã tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn bắt đầu vào ngày 4 tháng 7. Theo Nhân dân Nhật báo, những cơn mưa lớn xảy ra vào thời gian này trong năm thường kiến có con sông của Trung Quốc dâng cao, làm ngập các hồ chứa. Sau hơn 31 ngày liên tục diễn ra mưa xối xả, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về các vụ lở đất và nứt vỡ tại các hồ chứa đập dọc sông Dương Tử. Hầu hết các hồ chứa nhỏ ở Trung Quốc được xây dựng vào những năm 1960-1970 của thế kỷ trước. Tiêu chuẩn xây dựng ở thời điểm này còn chưa cao, khi thời tiết diễn biến khắc nghiệt và thất thường, các hồ chứa rất dễ gặp nguy hiểm. Dong Meng, kỹ sư thủy lợi ở Thâm Quyến nhận xét. Theo các chuyên gia nếu so với đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, sự gia tăng lưu lượng nước đổ về các con đập hiện nay là rất nguy hiểm. Ngày 28 tháng 6, lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp là 40.000 m khối trên giây, gần gấp đôi so với ngày 27 tháng 6 vừa qua. Đến ngày 29 tháng 6, đập Tam Hiệp đã được cho phép xả nước mặc dù điều này có thể khiến cho tình hình mưa ngập ở khu vực Hạ Lưu thêm nghiêm trọng. 10 giờ sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, nước dồn về đập Tam Hiệp đã ở mức 50.000 mét khối tương đương với lưu lượng nước ở khu trận lũ lịch sử của năm 1998 khiến cho hơn 4.000 người thiệt mạng. 2 giờ chiều ngày 2 tháng 7, lượng nước đổ về đã tăng lên 53.000 mét khối trên dây, đập tam hiệp sau đó được cho phép mở 3 cổng xả lũ, lượng xả là 35.500 mét khối trên dây. Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết mực nước của 304 con sông ở 19 tỉnh thành Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo lũ. Theo thông tin mới nhất, mưa lũ ở Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Cuộc sống của 15 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế hơn 4.000 tỷ đô la. Dân Trung Khánh được lệnh sẵn sàng sơ tán, lo đập tam hiệp không chịu nổi và không thể chống đỡ nổi với những cơn lũ này. Người dân sống ở Trùng Khánh, thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1940 của thế kỷ trước. Một khu dân cư nhận được cảnh báo sẵn sàng sơ tán. Nhiều tuần mưa lũ liên tiếp đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề ở các khu vực phía nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích và 15 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Mưa lũ lớn khiến cho nước dâng cao bất thường, nhiều hồ chứa nước ở Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch virus Vũ Hán, công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt bị ảnh hưởng. Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh mưa liên tiếp suốt 31 ngày, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lở đất, vỡ đập hoặc thiệt hại tại các hồ chứa, theo New York Times. Ở Trung Quốc, đa số hồ chứa cỡ nhỏ được xây dựng từ năm 1960 và năm 1970 của thế kỷ trước không đạt tiêu chuẩn xây dựng ở thời bây giờ. Brandon nhà thủy văn học ở thành phố Thâm Quyến nói, một khi thời tiết cực đoan xảy ra, chúng rất dễ gặp nguy hiểm. Ở thành phố Trùng Khánh, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc thông báo, nước sông Kỳ Giang, đoạn sông Dương Tử chảy qua đã dâng lên cao mức kỷ lục kể từ năm 1940. Một khu dân cư ở Trùng Khánh nhận được cảnh báo lũ lụt yêu cầu người dân từ tầng 4 trở xuống cần sẵn sàng sơ tán theo China Press hôm 2 tháng 7 vừa qua. Giới chức thành phố Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo mưa lũ ở mức đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo bão lũ Chúng tôi đưa ra cảnh báo sớm để cho người dân sẵn sàng đóng gói đồ đạc khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước tiếp tục dâng cao. Ban quản lý khu dân cư Trùng Khánh cho biết tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng không giống với mọi năm. Những người sống ở vùng giáp sông Kỳ Giang có nguy cơ bị ngập lụt nặng. Mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn của sông Dương Tử khiến cho nước đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng mạnh. 2 giờ chiều ngày 2 tháng 7 giờ địa phương, tập đoàn Tam Hiệp CTGC, đơn vị quản lý đập Tam Hiệp đã phải cho xả lũ lần thứ hai. Trung Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử trước khi nước đổ vào đập Tam Hiệp. Trước đây mực nước sông luôn ở mức thấp nhưng với tình hình hiện nay Mưa lớn liên tục thêm hai hoặc 3 ngày nữa sẽ khiến cho nước dâng cao kỷ lục. Lúc này đập Tam Hiệp sợ không chịu nổi. Người đàn ông họ Trương 60 tuổi ở Trùng Khánh nhận định: "Hôm 2 tháng 7 Trung Quốc chính thức cảnh báo lũ và siêu lũ trên ba con sông lớn nhất. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo đợt mưa bão mới sẽ tiếp tục xảy ra từ ngày 4 tháng 7. Các tỉnh Vân Nam Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Tân Cương xuất hiện mưa bão. Thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc xuất hiện mưa bão cực lớn. Đập Tam Hiệp dự án kỳ vĩ đầy tham vọng của Trung Quốc Trung Quốc luôn quyết tâm xây những con đập kỳ vĩ ngăn chặn sông nhằm thỏa mãn khát vọng chế ngự thiên nhiên, bất chấp hậu quả tai hại. Nếu có chút nghi ngờ gì về niềm hãnh diện của Trung Quốc đối với đập Tam Hiệp trên dòng sông Trường Giang, bạn nên tới thăm nơi này. Một chuyến xe buýt du lịch sẽ đưa bạn đi 40 km khởi hành từ thành phố Nghi Sương qua các trạm kiểm soát quân sự tới trung tâm tham quan. Sách hướng dẫn tự hào liệt kê những kỷ lục thế giới mà con đập này nắm giữ. Trong đó có nhiều thứ vô nghĩa đối với đa số người với mọi người nhưng lại là vô giá đối với những ai hâm mộ kỹ thuật trị thủy nơi có một độ đổ bê tông dày đặc nhất đập tràn có khả năng xả lũ lớn nhất Âu Tàu trên đất liền có độ nâng cao nhất Cuốn sách cũng đảm bảo với du khách rằng các quan ngại và những người phản đối việc xây đập nêu ra như phải di rời dân, tác hại tiêu cực, môi trường, sinh thái đều đã được kiểm soát tốt và rồi bạn nhân ra rằng dòng nước hay nói đúng hơn là việc kiểm soát dòng nước đã luôn là trọng tâm chú ý tại Trung Quốc từ hàng thiên niên kỷ qua thực tế đó vẫn đang diễn ra trong thời nay Nên kinh tế Trung Quốc đã cho thấy những dấu hiệu trứng lại sau một giai đoạn phát triển nhanh chóng và việc thiếu nước sẽ tạo ra những quan ngại to lớn trong vài thập niên sắp tới những con đập khổng lồ sẽ cung cấp một phần đáng kể năng lượng cho Trung Quốc thông qua các nhà máy thủy điện, qua đó giúp giảm bớt ô nhiễm thải ra từ các nhà máy nhiệt điện. Đập Tam Hiệp được lắp đặt hệ thống máy sản xuất điện 12.2 GW, tức là cao gấp 10 lần so với nhà máy điện hạt nhân tại Đại Á Loan ở Quảng Đông đang có thêm những con đập nữa được xây lên kế hoạch xây dựng tại nhiều dòng sông khác ở Trung Quốc, như các dự án tranh cãi trên dòng nộ giang chảy qua di sản thế giới UNESCO tại Vân Nam trước khi chảy sang đất Myanmar và Thái Lan. Các dòng sông của Trung Quốc đang trong tình trạng ô nhiễm, bị phá hại, khai thác quá mức, bị lở bờ và nhiều yếu tố khác tác động. Việc điều kiện môi trường xấu đi ước tính khiến cho Trung Quốc thiệt hại mỗi năm chừng 10% tổng sản phẩm quốc nội, theo đánh giá của Elizabeth C. Economy trong cuốn The Live Runs Black. Nước đã trở thành một nội dung quan trọng trong nhiều cuộc biểu tình dân sự và có những cuộc trở thành bạo lực. Thủ tướng Lý Bằng trong tuyên bố ra hồi năm 1992 với nội dung phê chuẩn việc xây đập Tam Hiệp dường như khẳng định rằng Trung Quốc coi dự án này như một cuộc biểu dương ý chí chính trị, kinh tế và công nghệ của đất nước. Đập Tam Hiệp sẽ cho thấy giới cho thế giới thấy khát vọng và khả năng của người Trung Quốc trong việc xây dựng dự án bảo vệ nước và xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Nếu nhìn tới khuynh hướng đi xuống trong việc xây dựng các con đập lớn trong cộng đồng thế giới thời đó một phần bởi những lo ngại về việc gây ra tác động xấu tới môi trường khó có thể tin là tuyên bố của ông lý sẽ được thế giới tán thưởng tuy nhiên khả năng chế ngự dòng nước luôn được coi trọng tại trung quốc những người chỉ trích đặt vấn đề về cái xã hội tài chính xã hội và môi trường trong việc xây đập mới chỉ nhìn thấy một phần của câu chuyện con đập còn nhằm giải quyết những vấn đề khác của dòng trường giang và nhu cầu cần năng lượng sạch của trung quốc các số liệu khiến ta phải chóng mặt cao 185 m, rộng gần 2 km được dựng lên từ gần 30 triệu mét khối bê tông và làm ngập nước trên diện tích 30.000 hecta đất nông nghiệp để nhằm tạo ra một hồ chứa có diện tích chừng 31.000 dặm vuông. Con đập đã trở thành một biểu tượng của Trung Quốc tương tự như Vạn Lý Trường Thành. Với cỗ máy nhà nước đẩy dự án đi, một số người cho rằng các sai phạm kỹ thuật đã được phớt lờ một số người chỉ trích nói rằng lượng nước chữ trong hồn chứa sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt trên thượng nguồn ở tỉnh tứ xuyên cạnh đó là các tác hại tới hệ sinh thái địa phương việc xóa sổ các điểm di sản vô giá rồi nguy cơ con đập trở nên không an toàn khi có các trận động đất xảy ra nguy cơ gây thay đổi tầng địa chấn gây lở đất từ lượng nước khổng lồ được chữ lại Việc nhà công quyền Cộng sản Trung Quốc đảm bảo đã tính toán hết cái yếu tố đó đã không làm cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Một trong những chủ đề gây tranh cãi là việc tái định cư cho người dân địa phương. Khu hồ chứa rộng 1.000 cây số vuông và trải dài trên 600 km từng là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người, 17... 19 quận hạt, 140 thị trấn, 360 thị xã và 1.351 ngôi làng. Tất cả đều cần được đi nơi khác và họ sẽ cần phải thích nghi với điều kiện sống có thể hoàn toàn khác bên cạnh việc bị tác động tâm lý nặng nề từ việc phải rời bỏ nơi họ đã từng sống qua bao nhiêu đời đó là những quan ngại phức tạp, đầy áp lực nhưng tất cả đều phải được hiểu trong khuôn khổ lịch sử nền công nghiệp trị thủy của Trung Quốc. Để hiểu thêm về dự án Đập Tam Hiệp, tôi đã đi chứng 700 km lên phía Bắc tới dòng sông Hoàng Hà để xem Đập Tam Hiệp, Đập Tam Môn Hiệp nằm giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Sơn Tây. Đập được xây dựng trong thời của Mao Trạch Đông, cách đây nửa thế kỷ và đối lập rõ rệt với đập Tam Hiệp. Về mặt lịch sử sông Hoàng Hà thậm chí còn in đậm dấu ấn trong tâm trí Trung Quốc hơn so với Trường Giang. Trong suốt một thời gian dài được coi một cách sai lầm là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, Hoàng Hà và một nhánh sông của nó là nguồn cung cấp nước chính yếu cho vùng đồng bằng Hoa Bắc. Chừng phân nửa lúa mì và 1 phần 3 sản lượng ngô của cả nước được trồng trọt tại đây. Ước chừng 1.000 tỷ người đã từng sinh sống rồi chết đi tại đây. Thế nhưng Hoàng Hà cũng là nỗi buồn Trung Hoa với những cơn lũ lụt khủng khiếp từng cướp đi hàng triệu sinh mạng chỉ trong một cơn cuồng nộ. Hoàng Hà là nơi Mao Trạch Đông chú ý tới đầu tiên sau khi lên nắm quyền hồi năm 1949. Chính quyền của Mao Trạch Đông đã có một chiến dịch điên rồ xây dựng đập nhằm chứng tỏ sự thắng thế trong cuộc chiến chế ngự thiên nhiên. Nhân dân Nhật Báo đã nói về cuộc chiến chống lại Hoàng Hà như thể nói về một cuộc chiến huyền thoại vật lộn với con rồng. Những dự án kỹ thuật chặt đứt vẩy móng vuốt và những cái răng của con rồng hung dữ Đập Tam Môn Hiệp là con đập kỳ vĩ nhất trong số các con đập trên dòng sông Hoàng Hà. Nó được xây ở nơi dòng sông chia thành ba nhánh, cực kỳ thích hợp để con người có thể chế ngự được dòng sông Thần Thánh. Việc xây đập được bắt đầu từ năm 1957 với sự giúp đỡ của các kỹ sư Liên Xô. Người ta nói rằng con đập sẽ giữ phù sa lại, không để quấn theo dòng nước xuống hạ nguồn, vốn là nguồn cơn khiến cho đáy sông bị đầy lên, tràn ra các vùng đồng bằng kế bên. Sông Hoàng Hà, họ nói nhờ vậy sẽ không còn sắc vàng nữa, ứng với lời sấm truyền từ xa xưa, hiền nhân hiền linh, dòng chảy trong xanh. Sự vô lý đến ngỡ ngẩn của niềm tin này nhanh chóng đã được chứng minh. Phù sa bắt đầu động lại ở vị trí đập với tốc độ báo động. Đến năm 1962, sức chứa của hồ chứa Tam Môn Hiệp chỉ còn phân nửa bởi vì phù sa. Ngay cả sau việc xây dựng trên quy mô lớn được tiến hành từ năm 1965 đến năm 1973 thì gần 400 thì gần 40% sức chứa của đập vẫn ngập phù sa tích tụ từ 18 năm đầu hoạt động và lượng điện được tạo ra từ nhà máy thủy điện ít hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Năm 2004, một trong số kỹ sư tham gia thiết kế đập thừa nhận trên truyền hình Trung Quốc rằng con đập là một sai lầm. Thế nhưng ngày nay, đập Tam môn hiệp vẫn tiếp tục hoạt động như một người lính già ngang ngạnh quyết bám trụ một tiền đồn đã bị lãng quên. Công tác bảo vệ đập nơi lỏng lơi lỏng tới mức gần như không có gì. Sau chi trả 30 nhân dân tệ 4,7 đô la Mỹ, tôi được phép tự do lang thang khắp chỗ này đến chỗ khác trên đập trong lúc hệ thống nhà máy cũ kỹ vẫn gầm gừ vận hành một cách đáng ngại. Một vài nhân công uể oải trong nắng và chẳng có ai buồn chặn tôi nên khi vào mò vào bên trong những sảnh đặt tua bin cũ. Khi Hoàng Hà êm đềm dòng khẩu hiệu sơn đỏ rực viết trên bức tường đập chừng 7 mét thì đất nước Thái Bình. Câu khẩu hiệu nhằm nhắc đến Đại Quan Thủy đến Hạ Vũ. Bức tượng vị vua trị thủy huyền thoại đứng sừng sững nhìn ra ngoài triền đồi. Nhưng tôi đoán nếu ông nếu là ông thì có lẽ ông đã làm khác. Tuy nhiên, công tác trị thủy của Trung Quốc không phải lúc nào cũng được coi như một cuộc chiến chống lại thiên nhiên. Cả hai công trình hiện đại kể trên đều giống như sự áp đặt thô thiển trên dòng sông nếu so sánh với những công trình thủy lợi cổ xưa ở Đô Giang, Yển trên dòng sông Dân Giang nằm cách thành đô của tỉnh Tứ Xuyên một tiếng rưỡi lái xe. Mục đích của công trình này khác hẳn chế ngự sông Dân Giang nằm dẫn nước tạo hệ thống thủy lợi cho vùng đồng bằng Thành Đô. Cách tính toán thông minh của viên quan lý băng đời nhà Trần gồm việc phân chia dòng Dân Giang thành hai với dòng chảy nhỏ hơn được dẫn vào một hệ thống nước tưới tiêu thủy lợi phức tạp đã cực kỳ thành công. Đô Giang Yển vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Tuy biết Nơi này là nơi này nay được xếp thành địa điểm di sản thế giới của UNESCO. Tôi vẫn bất ngờ khi chứng kiến vẻ đẹp sững sờ của nó, được điểm xuyết với những ngôi chùa, những công viên với những ngọn núi nhấp nhô phía xa xa dẫn vào cao nguyên Tây Tạng. Hòn đảo nhân tạo của Lý Bằng với giờ đất thô lên được gọi là Ngư Khẩu, là nơi dòng sông dậy sóng và chia làm hai này được gia cố bằng bê tông. Ngoài ra mọi thiết kế đều hầu như không thay đổi so với trong thời nhà Tân cách đây cả 2.000 năm. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi này không phải chỉ là sự hài hòa giữa thiết kế của con người với cảnh quan tự nhiên. Nó là một chìa khóa quan trọng cho cuộc chinh phạt đất thục, nay gần như thuộc về vùng Tứ Xuyên bởi nhà Tân láng giềng một chiến thắng đã đưa đến cuộc thống nhất thiên hạ đầu tiên ở Trung Hoa dưới sự cai trị của chuyên chế bạo ngược Tần Thủy Hoàng đế. Vị Hoàng đế đã để lại một di sản khổng lồ, trong đó gồm cả những đoạn tường thành đầu tiên của vạn lý trường thành vĩ đại. Tác phẩm trị thủy của Lý Băng đã khiến cho đất nhà thục trở nên màu mỡ và cuối cùng đem đến quyền lực kinh tế giúp giành lại được sự độc lập của nhà Thục trong thời Tam Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.